Kế toán Việt Hưng xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với chương trình tìm hiểu về luật của Kế toán Việt Hưng. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các video về thông tư nghị định và quy định được cập nhật mới nhất hiện nay. Về thủ tục hành chính kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính ban hành thông tư 19 năm 2020 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 77 năm 2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2020. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua video ngày hôm nay. 1. Sửa đổi chuyển đổi chứng từ điện tử, chứng từ giấy. Tại điều 20 khoản 2, khi cần thiết chứng từ giấy có thể chuyển sang chứng từ điện tử nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau. A. Khi cần thiết chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng từ giấy nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại khoản 3 điều 7 Nghị định số 165 năm 2018 của Chính phủ ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. B. Khi cần thiết chứng từ giấy có thể chuyển sang chứng từ điện tử nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 165 năm 2018 của Chính phủ ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 2. Sửa đổi lập chứng từ kế toán. Tại điều 22 khoản 3 yêu cầu đối với việc lập chứng từ kế toán. Đối với chứng từ chi, trường hợp đơn vị rút nhiều mục không lập được trên một trang giấy thì đơn vị có thể viết vào trang sau hoặc lập nhiều bộ chứng từ, nhưng lưu ý một chứng từ chỉ được lập tối đa trên hai trang giấy. Trường hợp chứng từ được viết trên hai trang giấy thì tại trang sau đơn vị phải viết cách lề trên khoảng 1/4 trang giấy. Trường hợp chứng từ chi được lập trên dịch vụ công không giới hạn số lượng trang trên một chứng từ chi. 3. Sửa đổi quy định về sử dụng và quản lý biểu mẫu chứng từ kế toán. Tại điều 26 khoản 2, đối với chứng từ kế toán giao dịch với kho bạc nhà nước, đơn vị giao dịch phải chuyển đến kho bạc nhà nước không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày lập được ghi trên chứng từ kế toán. Trường hợp quá thời hạn 5 ngày làm việc, đơn vị kho bạc nhà nước đề nghị đơn vị lập lại chứng từ phù hợp với thời gian giao dịch với kho bạc nhà nước. 4. Sửa đổi về nguyên tắc xây dựng hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán. Tại điều 29, hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán được xây dựng trên nguyên tắc bố trí các phân đoạn mã độc lập, mỗi đoạn mã chứa đựng các thông tin khác nhau theo yêu cầu quản lý. Tổ hợp tài khoản kế toán được quy định, cố định về cấu trúc và thống nhất cho toàn bộ hệ thống, gồm bộ sổ trung tâm thanh toán, bộ sổ của các tỉnh, thành phố và bộ sổ hợp nhất toàn hệ thống. Danh mục các giá trị chi tiết cho từng đoạn mã sẽ được bổ sung, sửa đổi tùy theo yêu cầu thực tế. Các giá trị mã số cụ thể của các đoạn mã trong hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán được cấp duy nhất một lần trong hệ thống. Trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đối với mã số, hệ thống sẽ ấn định giá trị duy nhất trong suốt thời gian vận hành hệ thống. Trong quá trình vận hành hệ thống, thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm quy định cấp mới, bổ sung sửa đổi giá trị của các đoạn mã theo yêu cầu quản lý và quy trình nghiệp vụ. 5. Sửa đổi về thời hạn chốt số liệu để nộp báo cáo tài chính. Tại điều 79 khoản 5, thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm được chia làm 3 giai đoạn như sau. A. Chốt số liệu hết thời gian chỉnh lý quyết toán, số liệu được lấy đến hết ngày 31 tháng 1 năm sau, báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị kho bạc nhà nước nơi lập báo cáo. B. Chốt số liệu chuyển nguồn, số liệu được lấy đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau, báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị kho bạc nhà nước nơi lập báo cáo. C. Chốt số liệu quyết toán lần cuối cùng. Số liệu được lấy hết ngày 31 tháng 11 năm sau, báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị kho bạc nhà nước nơi lập báo cáo. Trường hợp sau ngày 30 tháng 11 vẫn có điều chỉnh số liệu quyết toán năm trước, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải có thuyết minh. 6. Sửa đổi về đối chiếu thống nhất số liệu. Tại điều 64 khoản 2, việc đối chiếu giữa đơn vị có giao dịch với kho bạc nhà nước và kho bạc nhà nước được thực hiện theo quy định tại thông tư số 18 năm 2020
Bộ Tài chính ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước. 7. Sửa đổi về xử lý số dư các tài khoản. Tại Điều 68, đối với các khoản tạm thu, tạm chi ngoài ngân sách, các khoản tạm ứng đi vay, cho vay của các cấp ngân sách, các khoản tạm ứng cho các đơn vị dự toán, đơn vị kho bạc nhà nước cần phối hợp với cơ quan tài chính đồng cấp và các đơn vị dự toán làm thủ tục để xử lý theo quy định của các văn bản hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán, lập báo cáo quyết toán của Bộ Tài chính. Đối với các khoản tạm thu, tạm giữ khi có văn bản xử lý của cấp có thẩm quyền thì xử lý ngay theo văn bản đó. Nếu chưa có văn bản xử lý thì chuyển số dư sang năm sau để tiếp tục theo dõi, xử lý. 8. Sửa đổi về kế toán trưởng, nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Tại Điều 79 khoản 5, Giám đốc kho bạc nhà nước cấp tỉnh quyết định chức danh ủy quyền kế toán trưởng cho người đủ điều kiện tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ kế toán tại kho bạc nhà nước cấp tỉnh và các kho bạc nhà nước cấp huyện trực thuộc. Đối với kho bạc nhà nước cấp huyện, có thể giao nhiệm vụ cho cán bộ đủ điều kiện tiêu chuẩn giúp việc cho kế toán trưởng, thay mặt kế toán trưởng giải quyết các công việc khi được ủy quyền theo quy định và chịu trách nhiệm về các công việc trong thời gian được ủy quyền. Giám đốc kho bạc nhà nước cấp huyện trình Giám đốc kho bạc nhà nước cấp tỉnh quyết định việc giao nhiệm vụ cho cán bộ giúp việc kế toán trưởng tại đơn vị mình. Số lượng cán bộ được ủy quyền kế toán trưởng của đơn vị kho bạc nhà nước tùy thuộc vào quy mô hoạt động của đơn vị kho bạc nhà nước cấp huyện và do Giám đốc kho bạc nhà nước cấp tỉnh quyết định. 9. Sửa đổi về nguyên tắc phân công, bố trí cán bộ kế toán. Tại Điều 81 khoản 2, Tổng Giám đốc kho bạc nhà nước quyết định các nguyên tắc phân công bố trí cán bộ kế toán, trong đó quy định kế toán trưởng không được trực tiếp thực hiện các công việc kế toán cụ thể. Giao dịch với khách hàng, người được ủy quyền kế toán trưởng không được ký các chứng từ do mình trực tiếp thực hiện công việc kế toán cụ thể hoặc giao dịch với khách hàng. 10. Sửa đổi cụm từ trong tổ chức thực hiện. Tại Điều 86, thay đổi cụm từ vụ trưởng vụ chế độ kế toán và kiểm toán thành cụm từ cục trưởng cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán. 11. Sửa đổi bổ sung về các mẫu biểu chứng từ kế toán. A. Ban hành các mẫu chứng từ sau để thay thế các mẫu tương ứng quy định tại phụ lục 1 hệ thống chứng từ kế toán ban hành kèm theo thông tư số 77 năm 2017 của Bộ Tài chính. B. Bổ sung chứng từ giấy rút dự toán, bổ sung từ ngân sách cấp trên. Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ do Cục Quản lý Ngân quỹ kho bạc nhà nước lập. Bảng kê sử dụng dịch vụ trong tháng và giấy báo nợ mẫu biểu tại phụ lục 1 kèm theo thông tư này. Điều 12. Sửa đổi bổ sung về các tài khoản kế toán. Có 11 tên tài khoản được đổi tên, ví dụ tên tài khoản 3730, tiền gửi dự án thành tiền gửi ban quản lý dự án. Có 2 tài khoản thay thế các tài khoản sau đây. Thay tài khoản 1476 thành tài khoản 1462. Tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản của cấp ngân sách từ vốn vay nước ngoài theo hình thức ghi thu ghi chi trung gian. Thay tài khoản 1477 thành tài khoản 1463, tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản của cấp ngân sách từ vốn viện trợ theo hình thức ghi thu ghi chi trung gian. Tài khoản 1462-1463 là tài khoản cấp 2 của tài khoản 1460, tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu ghi chi trung gian. Và 17 tài khoản có bổ sung thêm mới, ví dụ như tài khoản 9571 dự toán ghi thu ghi chi thường xuyên từ nguồn trong nước, tài khoản 9572 dự toán ghi thu ghi chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn trong nước. Những chia sẻ về điểm chính trong thông tư số 19 vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của Kế toán Việt Hưng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.